Mấy cái bạn mấy hôm nay là ba que gần xin nghe chuyện xuyên tạc nhiều quá. Ba que là nhân dịp 30 tháng 4 này là tháng 4 đen cho bọn nó xuyên tạc nhiều quá. Xuyên có nghe rõ không mình chưa? Dạ em nghe rõ anh kia nói. Coi như là bọn nó xuyên tạc về nhà tiện cái sách sử là đang cãi nhau, đang tranh luận nhiều quá. Bên ý nó tập trung vào nó. Không, nó cũng nói về cái muốn gọi sự là khách này chủ cũng nhiều. Gọi thôi hả anh Tư? Không có một yêu cầu anh. Hôm nay hình như khóa có một yêu cầu hay sao? Không biết làm sao mà không có camera mà không có chia sẻ gì cả bên này thế. Dạ, đúng rồi. Đấy không hiểu làm sao hay là mạng bị cái gì, mạng bị lỗi hay cái gì không biết, nhưng mà vào có lúc được lúc không. Lấy vào cái diễn đàn của Nân thì có lúc được, có lúc lại không. Tập trung nhiều quá mà nói thật các anh coi như là bên đó ấy, đấy, tôi cứ nói sự thật mà tập trung là rất nhiều người dân Việt kiều người ta yêu nước, người ta không nghe các anh, người ta chán cái điều luận xuyên tạc của các anh rồi. Nên các anh càng nói á thì càng nói nhiều bao nhiêu giờ thì dân ở trong nước càng ghét. Dân trong nước càng ghét mà người ta càng gây nên án, người ta càng chửi các anh nhiều. Có thế thôi, xác định như thế. Vì các anh nói sai sự thật. Nếu các anh nói đúng ấy, thì ở dân bên này người ta làm sao người ta chửi được, nói thẳng ấy. Vì các anh biết, các anh là người Việt Nam, các anh biết rằng cái tâm trạng của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam phải nói thẳng là người ta nói đúng là người ta hoan nghênh ngay. Người ta nói đúng là người ta công nhận, người ta làm gì người ta phải chửi, kể cả anh là ai. Bây giờ tôi nói thật về vấn đề hận thù, về vấn đề hận thù mà thì bây giờ không còn ở Việt Nam. Bây giờ người ta cũng không nghĩ đến đâu, ít người người ta nghĩ đến vì người ta phải no làm ăn chứ người ta chẳng nghĩ đến vấn đề hận thù nữa. Nhưng mà vì là các anh tự nhiên các anh cứ xuyên tạc ra rồi các anh muốn lật đổ Đảng Cộng sản đấy, anh cứ xuyên tạc lung tung ra nên người ta ghét. Đấy. Đây là phải nói thật, nói đúng cho các anh biết là cái chế độ nào, cái đất nước nào cũng thế thôi. Trong thời kỳ đang phát triển, một đất nước đang phát triển thì nó sẽ ra rất nhiều cái hệ lụy, nó sẽ sản sinh ra rất nhiều cái hệ lụy, trong đó có tích cực có và tiêu cực cũng có. Dạ đúng rồi. Cái mình phải biết là cái tích cực thì phải đóng góp cho phát huy lên, và cái tiêu cực thì đóng góp để cho nó sẽ phải giảm bớt cái tiêu cực đi, đúng không? Dạ. Thế mới là xây dựng đất nước. Thế các anh cứ xuyên tạc lung tung, một cái anh nói thành 10 mà có khi chưa có anh đã nói có, mà có cái không có các anh nói ra thành có. Đấy là như thế. Thì làm gì người dân người ta không ghét, người ta không chửi các anh thì cứ bảo làm sao người ta chửi, dân người ta chửi nhiều. Đấy, dân bây giờ đó nha, những người ta không nghe thôi, những người dân bây giờ người ta không quan tâm thì thôi. Mà người ta quan tâm đến mà người ta xem vào những cái clip các anh nói thì người ta cảm thấy nó không thể nghe được. Rõ ràng người ta phải chửi. Ví dụ thế, anh nói ra càng nói ra các anh không, càng không nghe được. Ở bên ý này thì xuyên tạc này, còn xuyên tạc cái trắng trợn như này mà tôi nghe cái clip mà tôi cảm thấy nó nghe. Thì bảo bây giờ là Việt Nam mình bây giờ đang đau khổ, mà nếu như không đấu tranh, không giải phóng, bây giờ không giải phóng cộng sản đi thì dân của mình sẽ đau khổ dài dài, sẽ đau khổ mãi mãi. Còn là như ở Sư Duy ấy, thì họ chiến tranh chết tóc nhưng mà họ sẽ giải phóng được dân tộc. Cứ nhìn đi, cứ chờ đấy, nhìn xem Sư Duy nó có giải phóng được dân tộc không, hay là càng ngày càng thối nát dân vì càng ngày càng chết. Chết như thế. Bây giờ tôi nói thẳng một câu này, cho các anh biết là các anh cứ tôn thờ thằng Mỹ, tôi nói thẳng cho biết, cho các anh biết là thằng Mỹ nó không tốt đâu. Nói thẳng nhân dân Việt Nam đây người ta cũng hiểu rằng thằng Mỹ nó không tốt đâu. Đừng có nói thằng Mỹ tốt. Các anh cứ nhìn thử, nhìn lại quá khứ, nhìn lại lịch sử xem thằng Mỹ nó dính vào nước nào là nước đó sẽ có chiến tranh. Mà nước đó đã có chiến tranh rồi thì nhân dân là đói khổ, nhân dân là chết chóc đói khổ máu đổ nhiều. Vậy thì các anh tôn sùng gì cái thằng Mỹ? Đấy, tôi nói thẳng là như thế. Nhân dân Việt Nam không tin tưởng thằng Mỹ. Còn làm ăn thì vẫn ký kết làm ăn, có thể làm ăn buôn bán với nhau. Đấy. Trên mọi lĩnh vực, kể cả buôn bán làm ăn, sản xuất, xuất khẩu, xuất nhập khẩu và buôn bán vũ khí thì sẵn sàng Việt Nam sẽ ký làm ăn. Chứ còn để đồng minh với Mỹ thì Việt Nam chắc không bao giờ đồng minh với Mỹ. Nói thẳng, thằng Mỹ không tin tưởng được thằng Mỹ được. Đấy, nói thẳng. Và thằng Tàu cũng thế, cũng vậy thôi. Ngược lại thằng Tàu cũng như thằng Mỹ thôi. Nhân dân Việt Nam cũng không bao giờ tin tưởng thằng Tàu. Nói thẳng, thằng Tàu cũng như thằng Mỹ. Nói sẽ xác định người Việt Nam tôi thừa hiểu những ai là người tốt, ai là người xấu. Nhưng riêng tốt trên đất nước này mà để nói là tin tưởng bây giờ thì phải nói là có Nga và Cuba là tin tưởng nhất. Vì họ là những cái người từ
gần 100 năm nay khi quan hệ Việt Nam là những người là trước sau như một, kể cả ngày xưa nó là Liên Xô, Liên bang Xô Viết, bây giờ nó trở thành Nga, một nước Nga, nhưng nó vẫn theo con đường của Liên bang Xô Viết, vẫn không trung thành tâm dở, với nhau. Lúc nhiều khi ảnh lo đấy, anh nói chuyện đó. Đấy, cho nên là chúng em xin tiếp lời anh, là em cũng nói thêm là vấn đề và các anh chị hãy nhìn thấy cái Đài Loan, nó là điển hình, nó cũng là Trung Quốc, và Trung Quốc nó cũng muốn gom về của Trung Quốc à. Như anh thấy cái chính quyền Đài Loan nó có chấp nhận để nó sáp nhập về Trung Quốc như Hồng Kông với Macau, nó đâu muốn đâu, mà nó muốn độc lập riêng mình nó. Thì các anh chị nghĩ thử xem, nó là người qua, nó cũng là người Trung Quốc, và nó đã từng dưới quyền cai trị của Trung Quốc, mà tại sao đến bây giờ nó vẫn không làm gì được? Thì huống chi là một đất nước Việt Nam có chủ quyền hẳn hoi, có được quyền công nhận của quốc tế rõ ràng, thì bây giờ nó thôn tính bằng cái gì? Đâu, các anh chị đưa ra ý kiến ra, nó thôn tính bằng cái gì? Đấy, nói thế là trả lời cái ý kiến của các anh Tâm Võ. Thì tôi nói này, không nói là bảo là nhiều tuổi mà hiểu biết nhiều đâu. Nhiều người trẻ tuổi nhưng người ta học thì người ta hiểu biết, người ta chịu thì khó tìm hiểu, người ta hiểu biết hơn chúng tôi rất là nhiều. Nói đúng đấy, chúng tôi không nhận. Chứ không phải như tôi với tầng lớp Nhung Dương đây, với tôi thì có thể là nhìn thấy qua lịch sử rồi, nhìn thấy qua thực tế rồi, có thể người ta có một chút kinh nghiệm thôi. Chứ nói về để học à, đúng rồi, à, Ấn Độ nữa. Ừ. Đấy, bây giờ nhìn lại cho cùng ra, bây giờ các anh chị nói là Việt Nam bây giờ đi lao động ở các nước ngoài, tập trung lao động ở nước ngoài, các anh chị phải lên hiểu rằng là nói đúng ra con người không cứ gì người Việt Nam, con người trên thế giới chỗ nào có nhiều tiền là người ta sẽ đến người ta làm. Ở công ty có rất nhiều, ở công ty ở Việt Nam có rất nhiều công ty, nhưng mà cái lương họ trả ít hơn, thấp hơn, thì họ không làm, họ đi xin ra nước ngoài để cái họ kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy, ví dụ là như thế. Tôi nói cảm thấy bây giờ không nói gì là ở nước Việt Nam mình, ở các nước cũng đi xuất khẩu lao động rất nhiều, họ cũng đi sang nước không cho họ xuất khẩu, họ trốn sang, nói thẳng đấy, họ trốn sang để họ lao động để họ kiếm được nhiều tiền. Đấy, cái đó là mình phải hiểu chuyện đó là chuyện bình thường chuyện thôi, mà các anh chị bình thường dùng một cái câu là đi làm nô lệ. Nó là cái gì? Người ta đi làm chỉ có mấy năm thôi, người ta về là người ta có một số tiền, người ta đi làm ra ngoài bên đó người ta làm, người ta khổ sở lắm chứ. Tôi bản thân tôi cũng sang nước ngoài lao động rồi đây, tôi biết sang bên nước ngoài rất là khổ, lao động vừa khổ sở mà phải nói là làm việc thì vất vả, đồng lương thì đúng là nó cao hơn thật, nhưng mà mình phải ăn già tiện đấy, ăn già tiện để khi về mang được một ít tiền về. Đấy, nói đúng là như thế, chứ không phải là sang bên đó là người ta thích sang đâu. Thích sang là vấn đề bắt buộc người ta sang đến làm một vài năm, ví dụ là sang một vài năm người ta có một số vốn, người ta về người ta làm ăn. Đấy là những người dân nghèo người ta đi làm như thế rất là nhiều. Đấy, công ty ở sát ngay sát nhà người ta không làm vì lương có 6-7 triệu thôi. Ví dụ một tháng 6-7 triệu thì người ta chỉ đủ ăn đủ tiêu, người ta chưa có thừa ra, người ta muốn đi làm để thừa ra. Đấy, để người ta sau là người ta về có một số vốn. Đấy, thì người ta đấy là chuyện bình thường. Chứ các anh bảo đi sang đến làm lô lệ gì? Người Việt Nam không chịu làm lô lệ cho ai chứ ai đâu. Nếu người Việt Nam chào ông Ngọc Hiếu nha. Người Việt Nam mà muốn làm nô lệ thì đã không giải phóng đất nước, không giải phóng dân tộc. Từ cây gậy, cây gộc, từ cái gươm dao giáo mác mà người ta còn làm nên được lịch sử. Đấy, nói cho các anh biết như thế. Thì toàn là người dân nghèo. Đấy, còn nhớ những bài học ngày xưa, không biết bây giờ chương trình văn hóa học bây giờ có không, như chúng tôi thời ngày xưa người ta vẫn nói. Không có những bài học đây là nhân. Dân nghèo như nước đấy, phá bờ tiến lên, chiến khu Thái Nguyên tràn về đồng lúa. Sao vàng cờ đỏ, hấp với vinh quang, buôn xóm buôn làng tiến theo cách mạng. 19 tháng 8 ta đã thành công. Đấy là những câu phải nói là ăn vào trong lòng người Việt Nam rất đau. Toàn những dân nghèo, toàn dân nghèo. Đấy, cây xăm lại những cái tư liệu chẳng hạn như phá khó đó của Nhật này, hay là ngày 19 tháng 8 là toàn dân của vùng lên này, thì có gì đâu, làm gì có súng của ông, thì toàn dân mấy bà đàn bà mà cầm gậy cầm gộc ra đấy được. Đấy, như thế mà người ta làm đấy, cấp chính quyền của Pháp, của Nhật. Đấy, nói ví dụ thế. Đấy, mà người ta còn làm được. Chỉ đến bây giờ, khi thời kỳ chống Mỹ thì đúng là
là Việt Nam mình cũng có số vũ khí của những nước anh em bạn bè, người ta giúp cho mình, là người ta gửi vũ khí cho mình, người ta giúp mình để đánh Mỹ thôi. Chứ thực tế người ta cũng không đem quân. Có những nước như Trung Quốc, Liên Xô yêu cầu đem quân sang, như Việt Nam mình không nhất trí, không cho những người nước ngoài đến đây để đánh hộ. Đấy, là không không cho, kể cả Cuba. Cuba là người ngay thủ tướng Fidel Castro đấy, lúc đó là sang thăm Việt Nam, vào tận chiến trường trong Quảng Bình để nhìn thực tế trên chiến trường. Ông Fidel đã nói một câu rằng là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình, sẵn sàng đưa quân Cuba sang để đánh Mỹ, đánh Ngụy. Thế nhưng mà lúc đó coi như Việt Nam mình trả lời thẳng thắn là nếu các anh có, các anh cho chúng tôi mượn về, giúp đỡ chúng tôi về mượn về vật chất thì chúng tôi sau này có thể trả được. Chứ giúp chúng tôi bằng máu và người hy sinh thì sau này chúng tôi không thể trả được. Đấy, cho nên là không nhận, kể cả Cuba, người Việt Nam mình cũng không nhận sang đây để mà chiến đấu hộ. Chỉ có bạn bè lúc đó, người Việt Nam ta lúc ít nghèo, dân toàn một toàn những dân nghèo đứng lên. Cho nên là đúng là đất nước lúc ít nghèo thì chỉ có những nước nào giúp về vật chất, đấy, giúp về vũ khí thì Việt Nam ta nhận mà thôi. Đấy. Còn đừng có nói, thì từ cái lúc một đống đổ nát hoang tàn khi giải phóng xong miền Nam năm 1975 ấy, đến năm 1980 là thế giới đánh giá Việt Nam là một nước một trong 10 nước nghèo nhất thế giới. Đấy, tôi nói thật, năm 1980 các anh chị cứ xem trên tư liệu xem, Việt Nam lúc đó là một trong 10 nước nghèo nhất thế giới, nhưng đến bây giờ mình đã đứng thứ 32 trên thế giới. Đấy, trong hơn 200 nước. Mình bây giờ đứng thứ 32 thế giới có nghĩa là mình còn vượt xa rất nhiều nước trên thế giới. Dạ đúng rồi. Đúng không? À, vậy thì mình đang tiến như thế. Đấy, tôi chỉ không cần nói gì, đây là thế giới người ta đánh giá, các anh cứ vào thẳng cái vấn đề những cái chính thống mà đánh giá mà sao. Chứ còn canh từng có nghe xuyên tạc của bọn nó xuyên tạc trên internet thì không thể tin được. Đấy, đúng không? Cho dạ, cái gì cái. Mình phải tìm một cái thực tế, đánh giá cho trung thực. Thì mình phải thấy cái tầm phát triển của Việt Nam bây giờ đang rất là mạnh. Việt Nam không những đuổi vượt một số nước, mà bây giờ là một nước đang phát triển mạnh. Đấy, đấy, bây giờ ngay Mỹ cũng đánh giá là Việt Nam bây giờ là một nước đang phát triển rất là mạnh. Đấy. Nếu như tới đây hợp đồng ký kết được một số nữa thì Việt Nam còn phát triển mạnh nữa. Đấy, hãy nhìn về tương lai, mọi người hãy nhìn về tương lai. Tôi nghĩ rằng các bà con Việt kiều ấy, là mình những người yêu nước thì phải yêu nước nữa. Đấy, giúp đất nước giúp đỡ cho đất nước phát triển nữa. Đấy, còn những người chưa yêu nước hoặc là những người đang chống đối thì hãy nhìn lại đi, nhìn lại kỹ lại, nhìn trên thực tế. Đấy, phải các anh phải hỏi là ví dụ, bây giờ tôi nói ví dụ là các anh hỏi 100 người ở Việt Nam mà bây giờ 99,5 người người ta bảo là Việt Nam tốt thì các anh phải tin chứ, chả nhẽ lại tin cái 53% của những cái người ta coi như là thuộc dạng bất đồng chính kiến, hoặc là người ta lo là dù mình cứ gọi đó là bọn dân chủ cụi. Đấy, chúng tôi gọi là bọn đó là bọn dân chủ cụi, chỉ có một số ít phần trăm thì mình tin sao được. Đấy, để cứ tin một cái đó, một có một tí gì đó có thể bọn chống đối đó nó chỉ diễn một cái vở kịch. Đấy, bị diễn cái vở kịch là các anh đã làm ở Mỹ rồi. Ví dụ như vừa rồi cái vở kịch đấy, cái giao thông bắt người đi đi bệnh viện, một cái vở kịch như thế là đã thấy âm ỹ hết cả thành đưa lên âm ỹ rồi. Mặc chuyện đó là chuyện người ta chỉ là phá rối, nó chỉ đóng một vở kịch để phá rối, đấy, phá hoại để mang cho công an là người ta mang tiếng thế thôi, vì họ đang chống phá công an, chống phá quân đội. Bây giờ họ đang tập trung về chống phá vào công an và quân đội. Cho nên mình phải nhìn cái gì, mình phải đánh giá thực tế. Chứ các ông cứ thấy thế là coi như cứ đưa lên toàn những cái xuyên tạc, lại còn xuyên tạc thêm nữa chứ. Đấy, hô hào. Thực đấy, ra cái thì em xin nói thêm với anh, em ngắt lại anh chút xíu, em cũng xin nói thêm về cái clip đó. Thì em mong rằng là cái nhà nước của chúng ta, nhất là bên Bộ Công an, họ có những cái buổi tập huấn cho những cái anh cảnh sát gặp phải những cái tình huống đó và họ có thể xử lý như thế nào, để cho thứ nhất đừng để người thi hành công vụ mà phải mắc cái bẫy của cái bọn đó, và mình phải xử lý triệt để cái vấn đề đừng tái phạm nữa. Tại vì trong cái vấn đề đó là vừa có cái sự kích động này,
Vừa có mục đích của nó là để quay được một cái clip để nó chứng minh được với những cái ông cố nội, bà cố nội ở bên nước ngoài á, là tụi tôi trong nước tụi tôi làm được vậy nè, đó trả tiền công tôi đi đó. Nên đâm ra là nó một cần nữa, là một cái thứ hai nữa cũng là chứng minh là tao là người trong nước mà làm được cái điều này, là đâu có ai làm được gì tao đâu đó. Thì em cũng Đúng mong rằng, đấy. em mong rằng là bên Bộ Công an đó, là có những cái buổi tập nghiệp vụ nâng cao lên, để cho những cái anh chiến sĩ đó nắm bắt được những cái tình hình, những cái thời cuộc thực tế và thực tiễn, để các anh xử Đúng. sự cho nó đúng với cái công năng, cái nhiệm vụ của mình, để đừng tránh vào mắt của ý những cái bọn đó. Dạ, em nghĩ rằng là cần thiết những cái chuyện đó. Tôi nghĩ là cái đó là phải làm mạnh tay đấy, những trường Dạ hợp đúng, như thế phải làm mạnh tay đấy, thì mới dạ được, nhưng mà chứ còn nếu mà làm nhà tay đúng rồi, mạnh tay nhưng mà với cái trên cái phương diện là mình làm cho nó gọi là có tình có lý, để nó đừng có khi lúc mà nó đã cùng rồi, nó không còn gì, thì nó quay qua cái tình cái lý, thì lúc đó là nó kêu rồi. gọi là nó lại như thế nữa. Mình phải nắm vững được cái nghiệp vụ của mình để mình xử lý những cái tình huống đó. Đó là cái thứ nhất là luật mình ra có vẫn còn nhẹ, hai nữa là mình chưa ấy thôi, chưa thực tế ra, như cứ như cảnh sát Mỹ, tôi nói thật đấy, cái anh xem clip cảnh sát Mỹ nó tuyết coài cái là phải giơ hai tay ra đấy, nếu có gì là cả nguy hiểm cho cảnh sát một cái là nó bắn ngay, bắn chết ngay Dạ đúng rồi, đấy, có thể. đấy như thế. Luật của nó phải nghiêm như thế đấy, hoặc là nếu như anh có vấn đề gì chống đối nó chưa, nó không bắn chết anh thì nó cũng bắt anh nằm xuống, kể cả đang mưa trời đang ướt như thế mà nó còn bắt nằm xuống đường, úp mặt xuống xuống đường, giơ hai tay lên đấy, vừa ngóc ngóc đầu nhòm lên nó đạp luôn vào mặt đấy, đấy là Đúng như rồi. cái trường hợp đấy, tự do như đấy, cái tự do như thế đấy. Rồi đấy, anh xem những Theo cái clip chính tự nguyện. do bên Mỹ, tôi cảm thấy là canh cảm thấy là Mỹ, canh bảo là Mỹ là tự do. Tự do cái gì? Mỹ thò vào chỗ nào, thò tay vào cái chỗ nào, thò tay bất kể một nước nào là nước đó có chiến tranh nổi loạn, làm cho bây tôi hỏi rằng một nước ví dụ như là canh cứ cho là độc tài đi, độc tài đấy, bây giờ nói Iraq, thời xưa Iraq là như thế nào, nhân dân mức sống của Iraq là như thế nào, đến bây giờ Iraq như nào, bao nhiêu năm rồi, từ năm 91 đến bây giờ là bao nhiêu năm, 20 năm nay người Iraq bây giờ như thế nào đấy, cái nhìn thế. Nếu Mỹ dính vào Việt Nam như thế thì hỏi bao giờ, bao nhiêu năm nữa thì Việt Nam mới trở thành được độc lập đấy, cái nhìn rõ ràng là như thế. Cái là nhìn ngay Iraq và Syria nữa thì đến bao giờ, cái nhìn xem 30 40 năm nữa người dân gì vẫn khổ, vẫn phải coi như là đổ máu, vẫn phải chiến đấu đánh nhau phe phái đảng nọ đảng kia đấy, người dân vẫn tiếp tục phải đổ máu, vẫn tiếp tục phải chết đấy, thì các anh thử xem là như thế, là cuộc sống như thế là tự do, là độc lập, là sướng. Độc lập các anh hiểu độc lập là cái gì không? Độc lập là phải người Việt Nam tự quyết Đi ngủ đấy, không dở. chứ không nước ngoài không thể nào mà quyết thay cho Việt Nam được. Còn các anh bao que, các anh quen Mỹ nó quyết cho các anh rồi, các anh chỉ biết ngồi đến Mỹ bảo làm sao làm vậy, rồi ăn lương của nó cho ăn, thì đó là các anh coi như là chỉ quen ở thế rồi, các anh không hiểu gì về thế nào là độc lập, các anh không nghĩ thế nào là độc lập. Độc lập là phải người Việt Nam lãnh đạo, người Việt Nam tự quyết cho đất nước Việt Nam đấy, chính phủ Việt Nam phải tự quyết cho nhân dân Việt Nam, đấy mới là độc lập chứ. Còn đây coi như là độc lập thì cứ phải nhờ vào bên Mỹ, thế nên các anh gọi đấy là độc lập, là tự do đấy. Thế thì không 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 đấy, tôi nghĩ là không bao giờ có được tự do và độc lập đâu, đấy là chỉ đấy mới là thuộc làm nô lệ, các anh nên nhớ là như thế mới là gọi là nô lệ. Nô lệ chẳng qua nó cho các anh ăn thì các anh được ăn, đến lúc nó bỏ các anh là nó bỏ rơi các anh là các anh chết đấy, thực tế nó đã là như thế rồi đấy, nó khi nó bỏ rơi các anh bây giờ các anh phải chạy tuốt luôn trong bên đó Dạ, yeah, đây này, đấy. đây nè, em đây em sẽ mời các anh chị xem cái clip này, mình xem coi nhận định như thế nào. À đấy Trong khi người ta đã bị đấy chối rồi mà ừ đó, thì có phải là đấy, đó anh chó rồi nó còn đánh đấy, đánh ngã lên ngã xuống như thế, đấy là bắn tự chết do luôn là độc lập đó đấy, đấy đó là bắn chết luôn đấy, đó. đấy Mỹ đấy, Mỹ của các anh đấy, các anh nhìn thấy những clip chưa đấy, biết bao nhiêu tư liệu về Mỹ như thế, các anh bảo thế là tự do đấy hả? Đấy bị trói rồi nhá, Bị chói người bị bắt dân bị trói rồi. rồi nhá, bị bắt rồi mà nó còn là đánh đánh chán đấy, nó Dạ. còn bắn, ôi giời đấy, hết thằng Dạ. nọ bắn đến thằng kia bắn, anh nhìn thấy chưa, chết rồi nó còn bắn đấy, Dạ. tự do của các anh đấy đấy. Cho nên các anh bảo cái tháng tư đen của các anh, mai kia các anh xuống Tượng Phủ nó còn đen hơn Dạ. đấy, nói cho Dạ. các anh biết đấy. Đấy nhìn thấy chưa, nhìn thấy cái clip và nhân dân rất nhiều đấy bằng chứng, chứ anh bảo cộng sản giết người
hẹn với các công dân, cái cho bằng chứng bằng hình ảnh lên cho tôi xem. Đó, anh thấy này. Cái gì nó phải có lịch sử, nó phải có thực tế. Đấy, các anh nhìn thấy chưa? Đó. Đấy, người Mỹ, ông chủ của các anh đấy, các anh như que, các anh nhìn kỹ chưa? Ông chủ của anh làm như thế là đó là các anh là tự do, là độc lập đấy. Các anh nghĩ như thế nào? Nhìn những hình, chả biết là các anh. À, anh nhìn những hình ảnh này bây giờ mình liên tưởng với series hiện tại nó cũng bị giống vậy. Đó. Đấy, đó, cái đó. Y này nó cũng là mang âm hưởng y chang giống vậy. Đúng rồi. Đó. Hai nữa, bây giờ các anh nhìn Đài Loan và Hàn Quốc, đấy là một nước coi như là nước Mỹ dính vào nhưng mà không có chiến tranh. Nhưng mà thực tế thì hỏi là Hàn Quốc có độc lập không? Mỹ nói gì là Hàn Quốc là phải nghe. Nhiều khi Hàn Quốc không nghe là phải e sợ. Đấy, có những cái mà không nghe Mỹ, không Mỹ người nó không đồng ý là đã cảm thấy e sợ rồi. Hay Đài Loan cũng thế. Đấy, Đài Loan nó cho Đài Loan, nó muốn Đài Loan độc lập thì Đài Loan mạnh miệng được, chứ nó bảo là bây giờ là nó công nhận là một Trung Quốc thì thử xem Đài Loan có mạnh miệng được không. Đấy, các ông phải nghĩ như thế. Đấy là độc lập của các ông đấy. Các ông muốn là như thế để muốn có bọn người bảo trợ. Chào Hà Lam đất mẹ anh hùng nha. Nên ở đây em nói rằng là không có gì ngoài đất mẹ quê hương của mình, đúng không? Các anh chị đã nghĩ về đất mẹ quê hương rồi thì cái sự phát triển của đất mẹ quê hương như thế nào, các anh dù giúp được không được thì các anh cứ đứng khoanh tay nhìn. Chào anh Huy Bạch. Đúng. Đúng không? Không thế cần, mới gọi là dạ không cần thiết mình phải góp ý, góp ý chưa chắc người ta đã nghe. Đúng. Còn các anh chị, đúng, các anh chị cứ nói là gì nè, chính quyền nhà nước hãy công khai minh bạch. Bây giờ bản thân các anh chị hiểu được vấn đề người ta làm như thế nào không? Nếu mà công khai minh bạch bây giờ á, một chuyện nhỏ thôi, các anh lên các anh nói chuyện ra, cuối cùng nó thành một cái chuyện rất là lớn hơn. Rồi lúc đó là mọi chuyện nó sẽ trở nên xấu hơn nữa, thì để làm sao người ta giữ được cái an ninh này. Nên các anh không hiểu biết mà các anh cứ nghĩ người ta là không biết làm. Rồi có những người nói là cái đảng này là cái đảng tà đạo, người ta tà đạo mà người ta giữ được đất nước 43 năm nay và phát triển được đến mức độ này, có nghĩ tà đạo nào mà làm được điều đó không? Đúng thế, phải hiểu rõ ràng. Nên em nói là cái cách nhìn nhận, cái cách nói chuyện, giống như là các anh chị đó cho là cái người người dân trong nước mình là không biết gì. Mà nói chung nó tóm lại là cũng cảm ơn các anh chị đó. Nhờ các anh chị đó mà người dân của mình có được cái sự gọi là hiểu rồi bao que hơn. Dạ hiểu thì là một, với cái thứ hai được có cái gọi là có cái nhìn, có cái tinh thần yêu nước, ngăn ngừa. Nhìn về tinh thần yêu. Dạ đúng rồi, với cái gọi là để em có người mình phòng ngừa được. Mình nhìn mình có thử sự dè chừng chứ mình không có tin liền. Chỉ có một số nếu như tin thôi. Đấy. Nếu không có bao que lên tiếng mà xuyên tạc như thế thì toàn dân đã không có phong trào toàn dân vì an ninh tổ quốc. Bây giờ người ta toàn dân người ta phát động là toàn dân vì an ninh tổ quốc để chống lại bao que, ví dụ thế. Đấy. Cái này nhớ là như thế. Bọn bà, các anh phải lên suy nghĩ kỹ, nhìn cho thực tế, đừng có xuyên tạc. Đấy. Bác Hồ đã nói rồi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, độc lập tự do là quý nhất. Tiện B thì bao giờ bao que nói cái gì nó không không tốt đẹp, cái gì bao que nói cũng tốt đẹp. Nói mà ai nói chả đúng được, đúng không? Nhưng cái thực tế mới biết. Không? Ví dụ bây giờ đương nhiên bây giờ bạn kể cả bước qua Mỹ, họ nói bên đó thiên đường, đúng là thiên đường. Nhưng thiên đường dành cho ai mới là quan trọng. Bây giờ nhá, nói về Syri đấy, khi mà ông cái tổng thống Gaddafi đang nắm chính quyền ấy, thì nó cho là độc tài, thì Mỹ thành lập ra một cái lực lượng mà chống lại phe chính phủ đấy để giải phóng dân tộc, để coi như được tự do đấy. Thì bây giờ các anh nhìn Syri đấy, Mỹ dũng tay vào và lập lên một cái chính phủ để chống lại, lập lên một cái phe chống lại chính phủ để độc lập đấy, để tự do đấy. Bây giờ tự do các anh nhìn thế. Dạ, như vậy các anh muốn cho Việt Nam như thế à? Đấy, các anh phải nhìn kỹ. Đấy, nhìn kỹ trên thực tế. Đừng có nghĩ là như thế là sung sướng đâu. Các anh chết thì các anh sẽ là chết trước.
Nên nhớ là như thế, canh đừng có ở nước ngoài, canh hô hào chết canh là chết trước. Rồi càng Mỹ nó sẽ bỏ các anh lúc nào không biết. Nên hãy lên nhớ như thế. Người Việt Nam cứ như này, một lúc nào đó Mỹ nó sẽ chán, nó sẽ bỏ các anh trước, nó lại bỏ các anh một lần nữa. Mà lần này thì các anh sẽ coi như là không còn chỗ cho, có đất mà chôn cả. Nói thẳng này. Chứ đừng nói bảo là các anh đã như thế là các anh đã được tự do đâu. Đừng có nói là các anh tự do bên Mỹ. Hoàn toàn không khác gì một người đi đang ở nhờ. Bây giờ các anh đi ở nhờ một người khác cũng thế thôi. Các anh làm gì có tự do. Nói thẳng đấy. Anh thẳng bây giờ các anh đi ở nhờ người khác thì người khác người ta bao cho các anh ăn ở. Người ta cho các anh ở nhờ đi. Người ta nuôi các anh đi thử xem các anh cảm thấy các anh có tự do hay không. Đấy, nói ví dụ là như thế. Đấy, xác định chỉ cần tôi chỉ cần nói thế thôi, không cần nói nhiều. Kể cả cái ở nhờ của nhà anh em ruột thịt nhà mình thôi. Đấy, anh em ruột thịt nhà mình. Đấy, có bao đồ, cha đã bao cho mình. Đấy, thử ăn ở. Đấy, thử canh thử xem canh có được tự do độc lập không. Đấy, nói ví dụ thế. Còn anh ở nhà mình, anh ở nhà anh được tự do, anh được anh tự được tự quyết cho gia đình nhà anh. Đúng không? Cái một anh đi ở nhờ anh đấy, tôi chỉ nói một cái đơn giản đấy thôi. Anh là người Việt Nam, anh ở nhờ với anh em ruột thịt nhà mình thôi. Đấy, cứ nói thẳng đấy thôi. Thử xem đấy, mình có được tự do không? Như em chia sẻ thêm là hiện tại là ngày lễ 34 và 1 tháng 5. Anh thấy cái Nha Trang bây giờ là coi như là full phòng và khách Trung Quốc cực kỳ nhiều. Và những cái đoàn Trung Quốc hiện tại bây giờ là những đoàn Trung Quốc, những người già, những người lớn tuổi. À, nhưng mà anh thấy bây giờ từ Trung Quốc sang Việt Nam rất gần. Thì họ đi du lịch đâu cho xa, sang Việt Nam. Thì cái người được hưởng quyền lợi là điều đầu tiên là những người kinh doanh trên Nha Trang. Và cái thứ hai nữa, ngoại tệ được tiêu xài trong đất nước Việt Nam. Đó. Thì vậy cả Hà Nội nè. Thích được cái điều gì? Chứ họ cứ nói là mở cửa cho tàu, mở cửa. Mình, em nói anh em một cái điều cơ bản thôi. À, chào Tướng Vũ. Có nghĩa là khi anh làm chủ được tình hình, đúng không? Thì anh, giống như em bước vào nhà anh. Mà anh chào anh Tướng Vũ. Anh quan sát được em hết rồi thì ok. Em cứ đi đâu như thế nào em đi thôi. Đúng không anh? Có nghĩa là nếu như đúng em rồi. Có cái gì thì đương nhiên anh sẽ nhìn thấy rồi. Đơn giản nếu mình nói trong cái hộ gia đình mình thôi. Còn một đất nước một khi người ta làm chủ được cái tình hình, thì cái chuyện đi lại đó là chuyện đi. Còn cái vấn đề người ta kiểm soát hay sao, người ta đương nhiên người ta khống chế được vậy. Chứ không phải tự nhiên thấy người ta đi như vậy thì bắt đầu là cứ nói là cho thoải mái đi, tự do mà, đúng không? Nhưng trong một cái lộ trình nào mình đi. Chứ mình đâu thể bây giờ mình đi du lịch mà thì người ta muốn đi khám phá sao có, đúng. Anh thấy có những người Mỹ họ đi theo kiểu phượt. Họ có đi lên Hà Giang, họ có thể đi lên vào những cái nơi dân tộc họ sinh sống, người ta đi, người ta du lịch thực tế, ở chuyện bình thường có gì không? Du lịch nhiều chứ, kể cả bờ hồ. Hôm nay tôi đi qua bờ hồ đây, bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội này, đi rất nhiều người Trung Quốc, người ta đi du lịch. Hỏi người ta bảo là người ta đi Hà Nội rồi người ta đi Huế, Đà Nẵng, xong là đi Đà Lạt, xong người ta về. Người ta du lịch ở đây khoảng một tháng rồi người ta về. Thế thôi, đó là cái chuyện người ta đi chơi. Người ta phải mang tiền ra, okay. Người ta phải đổi tiền Trung Quốc sang đô la. Đấy, đổi tiền vào đây, người ta phải mang tiền Trung Quốc ở Trung Quốc vào ngân hàng đổi lấy đô la. Đổi đô la rồi người ta đổi sang tiền Việt Nam để người ta tiêu. Đấy, người ta nói rõ ràng. Tôi hôm nay ở bờ hồ rất nhiều. Bờ hôm nay tôi đi quanh bờ hồ, phải nói Trung Quốc, người Trung Quốc rất nhiều. Mà người Việt Nam mình ở đây cũng đông lắm. Vui yeah. ngày lễ mà. Và rồi ngày mai còn vui nữa, ngày mai chính ngày 30 tháng 4 rất là đông vui. Ví dụ thế. Thế là người ta sang du lịch, người ta tiêu tiền. Không khác thì bây giờ tôi nói thật, mình làm ra tiền mình đi tiêu, đi ăn nhà hàng thì nhà hàng người ta có lợi nhuận. Nghe nha. Dạ yeah, đúng rồi anh. Mình làm, nhà người ta có lợi nhuận. Mình làm về kinh tế mà, mình làm về dịch vụ mà. Thì mình cứ mở là du lịch thì mình được, mình thu có thu nhập thì mình coi như là càng giàu, dân mình càng giàu lên thì các anh ấy muốn đóng cửa để không đúng cho thêm Việt Nam coi như là trở lại cái thời kỳ nhà Nguyễn, coi như là ngăn không sông cấm chợ, coi như là tuyệt ba giao với các nước ngoài để cho nghèo làn, để cho dân Việt Nam nghèo làn đó. Phải đã lịch sử đã học hỏi lại một thời nhà Nguyễn đã từng ngăn sông cấm chợ và đã từng tuyệt giao với đế quốc bên ngoài, với mọi nước bên ngoài. Thế là tự nhiên coi như là ngày xưa tôi nói thật nhé, ngay ở cái người ta gọi là ở ngoài Bắc này có cái phố Hiến ở Hưng Yên ấy, người ta là nói câu là thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến,
Phú Yên đang phát triển rất nhiều. Em chào anh. À, thế nhưng mà tự nhiên là nhà Nguyễn, đời nhà Nguyễn là cấm tuyệt giao với nước ngoài, cái là không buôn bán được nữa. Thế là tự nhiên coi như là dân Việt Nam mình nghèo. Bây giờ cái Phú Yên từ ngày đó bây giờ phát triển lại, bây giờ đang bắt đầu phát triển lại. Thì cái cảng bây giờ người ta phải làm cái cảng cảng ngày xưa là chỉ đi tàu thuyền nhỏ thôi. Người ta bảo bây giờ phải tàu thuyền lớn người ta mới vào được. Cho nên bây giờ muốn phát triển lại để làm một cái cảng lớn rất là khó khăn chứ đâu phải. Nếu như phát triển từ ngày xưa đến bây giờ thì dân mình nó còn phát triển nhiều rồi. Đấy là mình hiểu lại cái lịch sử của nó. Mình mở cửa, Việt Nam đang mở cửa cho tất cả các nước trên thế giới, ai đến Việt Nam cũng được, kể cả Mỹ bây giờ muốn sang Việt Nam người ta cũng càng hoan nghênh, càng sang càng nhiều càng tốt. Nói thẳng đấy, Việt kiều về Việt Nam càng nhiều, nhân dân Việt Nam cũng càng chào đón càng tốt. À, đấy là ví dụ như thế. Chị lại bảo là cấm, bây giờ cấm là cấm, trước hết cấm ấy là phải cấm ba que trước. Vì các anh về đây ạ, dù rằng có du canh mang lại về tiền vấn đề chi tiêu cho người Việt Nam, nhưng mà các anh phá rối Việt Nam thì phải cấm, là cấm ba que trước. Đấy, còn Trung Quốc phải khuyến khích cho sang, người Mỹ phải khuyến khích cho sang đấy. Nhưng mà đấy là về vấn đề làm ăn, khuyến khích làm kinh tế, khuyến khích hợp tác làm mọi thứ. Nhưng mà ngược lại thì bất kể một nước nào mà động Việt Nam là Việt Nam sẽ đánh, kể cả Mỹ mạnh như Mỹ chúng tôi cũng đánh. Nói thẳng chứ đừng nói với ông bà que, ông bà que thì nói thẳng không đáng là gì, nếu bây giờ cũng không đáng là gì cả. Để mà người ta phải chẳng qua là dân đấy, cái thấy nhà nước người ta có thèm nói gì bao que, người ta coi thường. Dạ Có chào dân mừng. chính chính những người dân là lên tiếng phản bác lại thôi, phản biện lại thôi. Toàn bộ đây chúng tôi là những người dân phản biện lại thôi, cho nhà nước người Dạ ta rồi. chưa dính chưa đâu, Dạ rồi anh. Anh Chu chưa Phan, anh thèm. ở Phan Thiết nhưng mà anh lên được diễn đàn của anh Chu Phan. Anh Trung Phan lên Dạ diễn rồi, đàn vào nói chuyện Phan đi xem Thiết nào. đi. À, Phan Thiết Dạ lên. dòng. Đấy, mời những người đó ngay ở dưới. Hôm đó tôi xem cái chương trình ở trên kênh VTV1 đấy, nói ở Nha Trang, dân Nha Trang, nhà báo người ta phỏng vấn, người ta bảo đấy người Việt Nam đây chúng tôi mở nhà hàng ra, người Việt Nam có đến ăn đâu. Thế bây giờ chúng tôi phải đề chữ Trung Quốc vào đây để cho người Trung Quốc người ta vào người ta ăn, người Trung Quốc vào chúng tôi vừa bán đắt hơn đấy, lại vừa đông khách. Thế Dạ thì chính chúng tôi phải ghi chữ Trung Quốc vào chứ. À, như ghi chữ Việt Nam mà người Việt Nam có đâu, cả ngày có một hai ông khách Việt Nam vào rồi này vừa bán rẻ mà lại còn ăn nói lung tung, người ta không thích, người ta bán cho nước ngoài. Đấy, những người nước ngoài như Trung Quốc hay Đài Loan hay Nhật Bản hay Hàn Quốc, người anh ta Chu đến người Phan. ta vào người ta còn có tiền đấy, như thế người ta dân người ta còn hưởng ứng, những người dân buôn bán người ta hưởng ứng là những người nước ngoài đến. Mà các anh bây giờ bảo là đóng cửa với Trung Quốc thì không quan hệ với Trung Quốc nữa, thế thì anh nhầm. Tôi nói thật, cái chiến lược này á, cái chiến lược sách lược này là của nhà nước người ta làm, mà người ta đã tính toán rất kỹ rồi, những người bình thường không thể hiểu được những cái chính sách sâu xa của nhà nước đâu. Dạ Đấy, đúng kể cả chính sách quốc phòng, đó, người cái nghe nói rất chính hay sách và cái chiến lược của người ta, cái chính sách và chiến lược của nhà nước người ta phải nói là rất là cao siêu. Người mình không, người dân mình thường làm sao hiểu được cái chính sách của nhà nước. em À, chứ cứ bảo là cứ chính đấy, thế mới nói là thế mới nói là ở một thời kỳ của một đất nước ở đang ở thời cái cơ kỳ bản. đang phát triển thì nó sẽ xảy ra rất nhiều cái hệ lụy, kể cả vấn đề giao thông cũng thế thôi. Dạ Giao thông cũng không không thể phát triển kịp với tình hình của phát triển của đất nước, bản thân giao thông cũng thế thôi, thì nó xảy ra nhiều vấn đề giao thông lắm đấy, ví dụ thế, hoặc là các ngành khác cũng thế thôi. Thực tế là không thể kịp được phát triển trên vấn đề tình hình thực tế, cho nó xảy ra nhiều vấn đề phức tạp. Cho cái đó là mình phải dần dần, nhưng mà mỗi một cái phát triển nó cộng lại từng năm lại, một năm thì nó thế, nhưng 15 cộng lại thì nó sẽ phải hơn nhiều gấp nhiều lần, ví dụ thế. Xây dựng Cứ đòi một cái cứ đòi ngay. từ hình thành phát triển một đất nước anh phải biết là mất bao nhiêu năm đúng không? Đó rồi bây giờ mọi Đúng. người nói là Campuchia hơn Việt Nam, Campuchia hơn Việt Nam mà em nói là cái thời điểm hai bên đất nước cùng là giành độc lập như nhau, Campuchia cũng như Việt Nam đúng không Đúng. anh? Đó mà Rồi. Campuchia có bị cấm vận gì không, Việt Nam còn bị cấm vận, bây giờ so lại giữa hai đất nước xem
Một đất nước làm được gì? Một đất nước làm được gì? Đây này, nói đến Campuchia thì phải hỏi tôi. Dạ, tôi okay. Vừa Campuchia về mấy tháng, cách đây mấy tháng. Tôi ở bên Campuchia một năm, tôi vừa về xong mấy tháng nay này. Dạ. Đấy, tôi mới về mấy tháng nay này. Bây giờ phải nói là Campuchia chỉ có là Trung Quốc nó sang đấy nó mở các casino ở giáp biên giới Việt Nam thì đấy là phát triển, phải công nhận đấy. Cái ngành casino của nó phát triển thôi, đánh bạc cờ bạc thôi. Đấy, nói thẳng đấy, con dân của nó hả? Cứ sang đấy mà xem, nhất là cái dân Việt Nam mình đang sống ở bên Campuchia rất là đói khổ, rất là khổ. Đấy, nói thật đấy, cái dân Việt Nam mình ở làng Campuchia rất là khổ, kể cả dân Campuchia. Nhưng mà nói về người giàu Campuchia thì không có. Người Việt Nam giàu bên Campuchia rất nhiều. Đấy, tại thành phố Phnom Penh, người giàu của Việt Nam và của Trung Quốc rất là nhiều. Đấy, chính người Campuchia không có người giàu mấy. Đấy, nói rõ thế. Đấy, tôi vừa Campuchia về mãi đấy. Tôi ở đấy mãi hàng năm trời bên Campuchia. Tôi ở bên Campuchia hàng năm trời. Tôi biết, tôi mới về mấy tháng, cách đây khoảng 5-6 tháng nay thôi. Dạ, chào chị. Nâu nắm mới bằng Việt Nam được. Nói thẳng đấy, người Việt Nam bây giờ sang đầu tư bên nào Campuchia rất nhiều. Đấy, điển hình là Myanmar, dạ, bây giờ mình đang phát triển sang Myanmar tương đối nhiều. Đấy. Đúng rồi, mình làm sao nhiều. Nhiều.